Những câu chuyện các cô gái kéo theo hồi bạn thân đi gặp người yêu rồi anh chàng phải chi trả một bữa ăn đắt đỏ, toàn người xa lạ không phải là hiếm. Nhiều bạn trai sẽ vẫn trả tiền cho tất cả như một phép lịch sự. Tuy nhiên, chàng thanh niên trong câu chuyện dưới đây lại không phải để mình chịu thiệt như thế. Ngay khi thấy hồi bạn thân của người yêu không có ý định chi tiền, anh chàng đã có một hành động khiến tất cả phải xấu hổ. Theo chia sẻ, nam thanh niên có buổi ra mắt với hội bạn thân 10 người của bạn gái. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, vui vẻ cho đến lúc thanh toán. Một người bạn khác do có công việc nên đến muộn, vừa tới nơi thì thấy không khí căng thẳng, mặt ai cũng lộ vẻ khó chịu. Trên tay bạn nam kia là tờ hóa đơn hơn 5 triệu đồng. Nhân viên phục vụ thì vẫn đứng kiên nhẫn chờ thanh toán. Đúng 20 phút sau, một chiếc ô tô xịn đổ trước quán, bước xuống xe là một người đàn ông đứng tuổi nhưng ăn mặc lịch sự, toát ra sự giàu có tiến đến cả bàn nhóm đang ngồi. Nhà chủ nhà giàu không thiếu tiền, nhưng con trai chú nó khôn lắm, các cháu không có cửa đâu. Hai bố con rời đi trước sự cầu nhau của hội bạn thân, chẳng còn cách nào phải đành chi nhau rồi góp vào trả nốt. Có những người còn ngỡ đó là một bữa ăn no miễn phí nên không mang theo ví và chạy khắp nơi để vay tiền cho đủ.